6 luôn. Mọi người cứ kêu mình thấp, mình có mình 1m6 Tại biết mà sao không? Nhìn Dung rất là bé. bé. Nên là mọi người nghĩ là Dung lùn nhưng mà thật ra là không có lùn. Đúng vậy. Chị Dung ở đâu? Hải Dương á? Chị ở bố chị ở Tứ Kỳ, mẹ chị ở Ninh Giang. Ủa là cả hai đều ở Hải Dương luôn. Dạ, hai bố mẹ ngày xưa là mẹ của mình đi hát đám cưới, còn bố mình là đánh đàn, đánh guitar đám cưới trong một bên nhạc chung. Thế là hai người gặp nhau Thế và là yêu buồn. nhau, sau đó tình yêu bị ngăn cấm bởi vì bố em có một người vợ trước, sau rồi bà em không cho bố em lấy, mẹ em, cái bố em nói với mẹ em là Đã. Thôi đi đi. bà không, bà mà không lấy tôi tự vẫn. Úi dồi ôi, sao bố em mãnh liệt thế? Tức là mẹ em hồi đó mới có 18 tuổi Nhưng nghe. mà nhưng mà mình kể cho mọi người nghe là mình chưa gặp bố vợ tương lai nhưng mà mình đã bị chửi rồi đấy. Hôm trước Dung gọi cho mình, thế là bố mới bảo là: Dung ơi, mày gọi điện cho ai mà gọi từ sáng đến tối, tao nhức hết cả óc cái gì mày. Con gọi cho người yêu con, chứ người yêu nào mà nó nói chuyện mày từ sáng đến tối đấy, Nó cũng bị khùng nó cũng bị đấy. khủng lắm đấy. Nhưng mà hai đứa mình nói chuyện xuyên đêm luôn ý. Mình về quê xong Đức Anh ở trên này nè, xong hai đứa nói chuyện xuyên đêm luôn. Xong bố giữ xót con gái. Xong hồi tôi thấy bố tôi nói câu đó xong Đức Anh im re. Im re luôn, không dám nói một cái gì nữa luôn. Chết rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Chưa về đã ấn tượng xấu rồi. Anh chịu đi chơi nước ngoài không? Cũng muốn đi á, nhưng mà anh còn chưa có passport, anh chưa có visa gì hết, anh chưa đi nước ngoài bao giờ. Thái Lan anh còn chưa đi luôn á, Thái tại vì Lan em cũng chưa đi. anh rất là ngu tiếng Anh mọi người. Em cũng bị ngủ tiếng Anh của mình. Anh sợ anh qua đó xong anh bị ở bên đó luôn á. Mê chị Dung quá hay sao ạ? Thôi đừng mê Dung của tôi. Nó dễ lắm. Còn 10%. Sao chị đẹp vậy anh? Chị đẹp là chuyện đương nhiên. Trời ơi, một cái nhan sắc như thế này. Đấy. Không mình Ê, hai đứa mình mà đẻ con ra chắc nó chắc hài mặt nó lắm, cũng như này, mặt cũng tếu tếu. Hai đứa mình mặt mới cũng tếu mới tếu. đẻ ra sao mặt nó kiểu không nhìn muốn ông bơ và bơ rồi vậy Kiểu đi học chắc cũng chói đâu. đó. Ừ. Lên luôn. Đi học chắc cũng nói liên mồm, không nghỉ. mới 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 đẻ ra mình nói kiểu chào ba chào mẹ là hết mới mới rồi. mới Hết đẻ ra biết chào luôn nha. rồi. Chào bà, 9 tháng không gặp nhớ không? Sợ quá. Anh ơi, anh quê đâu ạ? Anh quê Hà Nội nha, Thanh Xuân Hà Nội. Đẻ luôn đi ạ. Ôi bây giờ đẻ thì tiền đâu mà nuôi mọi người ơi. Đang kiếm tiền mọi người. Bây giờ mà sơ sơ nuôi hai đứa là một tháng cũng cũng nhiều tiền rồi đó. Một tháng hai đứa xài cũng nhiều tiền rồi Thật ra đó. bây giờ mà bọn mình kinh tế bọn mình ổn thì từ mình cũng cưới đấy. Nói chung là cũng ổn nhưng mà nó không được Nó đạt được phải cái nó đạt mức được cái mà mong muốn của mình bọn mình mong cơ. muốn. Chứ còn bây giờ nếu mà nhu cầu sống đơn giản, ngày ba bữa cơm, cuối tuần đi chơi, lâu lâu đi du lịch thì ok. Ok Nhưng mà luôn. để nuôi con các Nhưng mà kiểu mà để lo được tốt các kiểu á đúng rồi. thì mình phải chuẩn bị. Nếu mà bây giờ bảo giàu thì chưa giàu mọi người ơi, chỉ đủ đủ ăn thôi. Cho nên là cái vấn đề cưới nó xa vời lắm. Rất nhiều người đồn mình giàu luôn, nhưng mà mình Cũng toàn giàu mà. nhưng mà không có được như mọi người đồn. Ý là em gặp ai cũng ai nhìn em xong cũng bảo là ai cũng đồn em giàu. Cái gì? Cặp này Đằng trên nữa. kể chuyện gia đình nhé, nói chuyện nghe gần gũi hơn các cặp đôi kia.
Yêu hai bạn, cảm ơn chị Vi. Tại vì cặp này nó hơi sỗ sàng mọi người ạ. Cặp này chị nó giờ hơi... tình cảm đúng rồi. Cặp này nó hơi chân thật. Có gì nói đúng chị không? Học ngu tiếng Anh lắm mọi người. Ngày xưa đôi... chị đi học thầy cô phái chị luôn. Đôi khi cũng làm mất lòng mọi người ấy. Ngày xưa mình đi học là cái điểm môn anh à, môn môn ngữ văn của mình kéo tất cả mọi thứ luôn ấy. Thế dạ, mặc dù ngày xưa mình học trường chuyên luôn nha mọi người, nhưng mà cái môn của mình là chuyên văn, nên là thường thì sẽ tập trung vào ba môn là môn văn, sử, địa, nên là mình sẽ học ba môn đó nhiều nhất. Còn các môn còn lại ở trường mình kiểu được ưu ái rất là nhiều. Anh môn thể dục kéo lên. Dạ. Yeah. Học giỏi mỗi môn thể dục. Đỉnh cao mà. Không phải nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ như thế. Mắt đây là mắt ngưỡng mộ hả anh? Bây giờ mới biết luôn á. Ngưỡng mộ. Nói chung là ngày xưa ai... Mai em chạy học phải gọi em chị kìa. Ôi thế thì em phải đi ngủ ngay đi. Chị Dương có hay về Hải Dương không? Ngày xưa hồi chị học mà năm 1, năm 2 à, năm cấp 1, cấp 2 thì năm nào chị cũng về hết. Còn bây giờ thì chị ít mẹ về. Anh Đức, anh làm giáo viên ạ. Mẹ anh làm hiệu trưởng trường nhà nước được mười mấy năm á. Xong rồi mai sau mẹ anh nghỉ trường 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 công. Xong rồi mẹ anh xây trường tư để tự làm tiếp. Thế tính là vẫn làm giáo viên đến bây giờ. Cả cuộc đời mẹ anh là làm giáo viên từ năm 22 tuổi đến bây giờ luôn á. Là 2/3 cuộc đời là làm giáo viên á. Trời. Anh chị còn ngại với nhau không? Vì là không biết ngại. Để lần đầu tiên mà mình cho đất anh thấy mặt mộc của mình là mình ngại nha. Tại vì mình không có tự tin với cái mặt mộc của mình ấy. Đẹp mà. Không có tự tin. Sau rồi kiểu đứa anh sẽ động viên rất là nhiều. Là em để mặt bình thường rất là xinh. Nhưng mà anh thấy thế thật chứ không phải động viên. Xem nào. Xinh mà. Anh là gì vậy ạ? Là Đức Anh Phương Dung. Đức Anh Phương Dung. Mẹ anh làm 2/3 cuộc đời, năm nay 66 tuổi. Không đến. Lại tính nhỉ, mọi không, người đừng. Không đến. Đừng cho anh, đừng mẹ cho anh mới có 50 thôi. Mẹ anh mới có 50 thôi. Thì cũng hơn nửa cuộc đời rồi. Ừ. Là cũng làm 30 năm rồi. Ừ. Đúng không? Mà Maroc với Tây Ban Nha anh bảo rồi, mọi người cứ dã thằng Tây Ban Nha cho anh. Làm sao mà đỡ được? Không đỡ được đâu. À còn một điều nữa là mọi người, mẹ của Đức Anh và mẹ mình sinh cùng năm với nhau. 1975. Tuổi con mèo. Sang hiệp phụ rồi ông. Sang hiệp phụ thì nó sang hiệp phụ rồi hả? Hiệp phụ không? Em có xem không? Không. Nên nhưng mà sang hiệp phụ là kéo giới ăn rồi. Thế á? Sang hiệp phụ là có nghĩa là hòa thì mới sang hiệp phụ. À. Thì kiểu gì Tây Ban Nha chả phải chấp bằng Maroc thì nó kéo được vào hiệp phụ là kéo dưới ăn rồi còn gì nữa. Em vừa bị không đến đây anh chị ăn uống, không có sao hết, lầm lỗi mình không điểm, mình lầm lỗi. Anh có chơi với anh Hải Nam không? Anh chơi sướng sướng, anh gặp anh Hải Nam mấy lần rồi nhưng mà cũng không thân lắm. Nghe kiểu cũng bóng bánh kìa em kìa, sao không nè. Không chơi. Chơi ở Phương Dung chặt tay ngay. À, Hưng. Hưng. Hello anh Hưng. Hưng Minhu. Bạn thân mình mọi người ạ. Bạn thân mình vào. Nó đâu rồi? Nó đâu rồi, vừa mới thấy xong. Nó lướt qua thôi. Không thể nào nó lướt qua được. Ủa có phải nó không ta? Hình như phải, tại vì bạn bè thì nó mới hiện lên cái chữ. Anh lắm bạn thân thế.
cũng đâu lắm đâu. Tuấn Dương nè, Hưng nè, Đức Ứng nè, anh Minty đồ loanh quanh, anh Soho đồ các thứ thôi chứ có lắm Bố chị đâu. Dung làm gì đó nhà? Chị làm nông thôi. Anh Bin kìa, làm gì có Bin, Bin nữa, làm gì có Bin, mọi người bịp. Mọi người bị bắt hả? Có Bin thì nó đã hiện ở đây rồi, làm gì có anh Bin, không có Bin, chắc chắn không có Bin luôn. Anh Bin đã lên tiếng rồi, mọi Đúng người xả rồi, ảo đó. mai lại nữa không anh chị, khả năng là không. Anh ơi, anh đẹp trai thế, đẹp bình thường. Anh chất tơ ti kìa, anh lại mọi người ấy, chất tơ ti nào ở đây, anh chất tơ ti mà vào đây thật đó, chắc anh không bao giờ tắt like luôn. Chị Dung làm sao lúc này chị không biết luôn ý. Chị Hay bảo lông chị. mày của anh cũng cũng nét. Đức Anh nhiều lông lắm, lông chân mày nè, lông Em cũng nhiều mi lông ấy. nè. Con mình x2 Chết rồi, chết rồi, phải cho đi chìa thôi, chìa lông mặt đó thứ. lông ria rồi vậy không? Nhưng mà anh không có lông mặt. Em có à? Yeah, em có ria, anh có râu. Anh chị đặt tên con là gì ấy, làm sao mà biết được mọi người ơi, bây giờ chưa biết được đâu. Nhìn chị giống 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 con dâu mẹ anh, à mẹ em. Chị Dung xuống Trà Vinh đi, em dẫn chị đi chỗ anh Vũ Thịnh, chị Fanny Quay quay bài bài hôn hôn sau sau 3 3 phút phút nhỉ nè, đẹp. đẹp. Ok, khi nào có Khi dịp nào có thì dịp nhé anh chị mọi người sẽ nhé. xuống. Tối nay anh chị cứ thức anh thôi, anh thì chắc chắn là sẽ thức để xem anh bảy đá bằng một cái tivi nhỏ tí này. Bữa giờ luôn đó mọi người, muốn mua tivi mà bật tivi lên nữa, xong rồi nó có tiếng ấy, mọi người, xong rồi xem xong giữa hiệp là nó bắt đầu nó gì, Nó bình luận. nó bình luận đó, xong rồi mình mới kêu là trời ơi anh bật cái khác đi, nó ồn quá à. Xong bảo là đã nhỏ rồi còn lắm mồm, đã nhỏ rồi còn nói nhiều, mọi người thấy không, tội nghiệp cái tivi không. Xong rồi cứ đây mà có cái tivi bự thì xem chắc đã lắm nhỉ, mà mình hiểu ý liền, biết liền. Nhưng mà cũng nhỏ thật, đúng không mình? Cũng nhỏ. Anh nói thế đi thì chị Dung sẽ là của em là sao? Nói chung là mọi người xin Dung mua tivi cho mình đi thì sẽ có clip. Sợ. Sẽ có clip Phải đi. tính toán chi tiêu xem nào nó hợp lý rồi mới mua nữa. Anh có chơi thân với chị Linh Cun không? Anh có chơi với Linh Cun. Anh có chơi với Linh Mình Cun. thích ăn nem chua lắm. Thế hả? Dạ, nem chua Thanh Hóa Ước bao ước ngon. ước gì có ai ở Thanh Hóa gửi nem chua cho bọn mình. Tuyệt vời. Sao anh lại xin như thế? Xin luôn. Anh chỉ Mọi nói người thẳng mà đúng không? Mấp mấp thôi, ý là thèm quá, nói vậy thôi. Thôi nói vậy mọi người không hiểu đâu. Mọi người biết ý lắm, tinh ý lắm. Không, Mình đòi nói luôn mọi người mới cho. vậy hả? Xong rồi mai có clip Đức Anh Phương Dung bào. Bảo từ cái nem chua.